À, chúng tôi xin chào quý khán thính giả và các bạn khắp nơi đến với gia đình của người Việt Channel và thưa quý vị ngày hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023 à, xin chào à, tiến sĩ Đinh Trung Quân từ miền Nam Cali bác trước khi xin chào quý khán thính giả của người Việt Channel và xin chào anh Hoàng Bắc từ Houston và tôi từ Nam Cali Dạ vâng, bốn câu hỏi đầu tiên anh Quân là tối nay thì có cái cuộc tranh luận của các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ở gần anh đó, không biết anh có đi tham dự không? Không, <laughs> không thì, thì 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 tôi sẽ theo dõi. Nhưng mà sẽ không đi tại vì nghĩa là ở chỗ đó nó cũng khá xa đó, chứ cũng phải lái xe hai tiếng đó. Ờ à, chứ không phải <laughs> gần đâu. Nhưng mà anh anh, anh anh Hoàng Bách đừng quên ở Orange County trước đây trước đây là 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 vùng gọi là đỏ còn đỏ hơn là Texas nữa <laughs> nhưng mà bây giờ bớt rồi Đó, nó nó bắt đầu nó là nửa chân xuống nó tím rồi, nó, nó, tím rồi nó, nó, nó tím rồi nó xuống xuống dần dần nữa bên anh ra dường như là cái tiểu bang kali của anh nó có nhiều cái đặc điểm bữa nay ngày hôm qua thì à, tổng thống Joe Biden cũng tới San Francisco để vận động à, vận động tài chính và phát biểu ở đây rồi anh thấy ông sâm trong những ngày vừa qua thì ông nói là ông phải, tui, à, ông phải tranh luận với Đúng ông ron DeSantis của bà ra ứng cử tức là ứng cử của bên đảng cộng hòa đó à, thì đây Đúng là một cái sự kiện rất là rõ <laughs> ông Newsom cũng là một cái điều lạ một cái nhân vật nổi lên thì bây giờ đang uh, sâu đổi. Dạ. nổi thì thưa anh và thưa quý thính giả, trước khi mà vào đề tài để mà gửi đến quý vị thì chúng tôi cũng xin quý vị hỗ trợ bằng cách quý vị subscribe, ghi danh, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu. Và chúng tôi cũng kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an. Bây giờ thì vô đề với anh Quân đó, đây là những cái đề tài mà có lẽ nhiều người thay vì họ không có cơ hội đặt câu hỏi thì chúng tôi họ nhờ chúng tôi đặt câu hỏi với anh Quân. À cái quyển sách mà cô hết sinh sinh cô này đó là trước đây xin giới thiệu đó cô này là thứ thiệt cô nó là của cộng hòa thứ thiệt nhưng mà cô còn rất là trẻ à, sau khi của tốt nghiệp xong thì cô đi làm và cô được làm gọi là chánh văn phòng cho ông mật mấy đồ mà mật mấy đồ là ai mật mấy đồ là coi như chánh văn phòng của ông donald trump do đó cô này đó mẫu lần mà ông trâm đi đâu đó thì ông mặc mấy đồ đi theo và cô là người cũng ngồi để ghi chép có thể đại diện để phát biểu một nhân vật khá quan trọng thì quý vị cách đây mấy tháng thì cô hết chương sinh cũng đã phát biểu trong ủy ban gọi là điều tra của hạ viện về ngày 6 tháng 1 rồi nhưng mà gần đây cô xuất hiện và cô lại ra một cuốn sách là y nên đã đủ rồi à không biết là của đủ với ai đủ với ai với ai nhưng mà trong các cái cuộc mà phản vấn đó, thì cô nói là trump rất là nguy hiểm cho nền dân chủ của hoa kỳ và có thể nói là chân lịch sử của hoa kỳ và cô cũng không hiểu tại sao lại có một những người đảng cộng hòa bây giờ còn đi theo mà cô nói là đảng cộng hòa chân chính đó, nếu mà thật sự muốn đóng góp cho đất nước và đảng và chính trị của mỹ đó thì nên cải tổ và loại những cái thành phần này. Trước đây thì anh uh, Quân cũng còn nhớ khá lâu. Cháu của ông Trâm là cô Mary Trâm. Cô này cũng viết một cuốn sách mà cô nói là gia đình của chúng tôi đã có một nhân vật làm tai hại, làm nguy hiểm, là một nhân vật nguy hiểm đối với thế giới. Đó là ở Trump. Mà cô này gọi ông Trâm là bạn chú ruột đó. Chú ruột đó, tức là rất là mạng đồng mà ở trong gia đình mà họ viết như vậy thì qua quyển sách này một người trẻ họ mà họ đã họ họ, họ đã cố xác nhận cổ là cộng hòa mà cộng hòa truyền thống cộng hòa bảo thủ nữa đó, mà cũng cũng không chấp nhận những người mà phá hoại này dân chủ như Donald Trump thì xin anh qua ý kiến đây là những cái cái tin mà mới nhất mà cô hết trên dân được phản vắng cũng như là cuốn sách của cô nữa, xin mời anh có thể cho một vài cái nhận định. À, trước hết thì tôi muốn xin phép sửa anh anh Hoàng Bác tí tì thôi. Cô hít sinh sân mà nếu mà nói theo kiểu Việt Nam đó của mình đó thì là bí thư cho ông Marx ở mà ông cô này đó là rất là đặc biệt là cô này đó. Khi cô ta làm bí thư cho ông uh, Max Meadow đó. Thì là cô này đã chứng kiến nhiều vụ. Nghĩa là vào ngày 6 tháng 1. Và trước và sau ngày 6 tháng 1. Và vì cô ta là bí thư của ông uh, Max Meadow Thành ra cô ta đã chính mắt và thấy những cái chuyện mà cái gì nó xảy ra trước trong ngày và sau ngày 6 tháng 1 và cô ta này tôi nghĩ là cô ta rất có can đảm vì đã ra làm chứng trước quốc hội về cái vụ 6 tháng 1 thì đây đó mình phải nói là đây là một người có can đảm đó là một cái thứ hai đó không những sau khi cô ta làm chứng trước quốc hội trước cái ủy ban điều tra của quốc hội về ngày 6 tháng 1 đó thì cô ta bây giờ mới ra một cuốn sách cuốn sách này gọi là enough enough là gì nghĩa là đủ rồi nghĩa là <laughs> chán ngán rồi đủ rồi không có ra nữa mà cái những cái gì cô ta viết là cái gì trước hết là cô ta nói là chính ông Trump nói với ông 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 ông, 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 ông Marx mày mà đó là tôi không muốn người ta biết là chúng ta thua vì đó là xấu hổ đây là một cái chuyện rất là xấu hổ thì đó là vào ngày 6 tháng một ông ta trước khi biểu tình đó ông ta biết đó là ông ta đã thua rồi mặc dù ông ta biết là ông ta đã thua thua nghĩa là bầu cử rồi mà vẫn kêu gọi là ông ta bị ăn gian thì đây đó là một người làm chứng không có thể nghĩa là có thể đối với Hoa Kỳ thì có thể vào lịch sử Hoa Kỳ cũng như trong thời Nixon có người như là ông ông uh, oh, oh, ah, oh Alexis uh, uh, cũng ở trong cái cương vị đó ra làm chứng về cái vụ của ông Nixon nhưng mà thật ra đó nếu mình theo dõi kỹ đó thì cô này là cô lại còn nói nhiều chuyện mà rất là đặc biệt là tại vì khi mà cô ta ra nói đó thì các luật sư mà của ông Trump nghĩa là nghĩa là là, là 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 nói rằng Cô không nhớ Nếu mà ra tòa hay là ra làm chứng Thì nói là tôi không nhớ I don't uh, remember I don't uh, Nghĩa là Chỉ cách Để bảo vệ cho ông Trump Thì đó Là biết bao nhiêu người Mà Hiện giờ tại sao có bao nhiêu vụ kiện Mà bao nhiêu người Khi mà được luật sư của ông Trump Nghĩa là bảo trợ đó thì là sẽ được kêu gọi là quên hết không nhớ gì hết không nhớ là gì để nói những cái chuyện mà có lợi cho ông Trung nhưng mà cô này thì ngược lại cô ta dám ra làm chứng tại ủy ban của quốc hội nghĩa là nói về nghĩa là vụ 6 tháng 1 thì đây là là một cái cuộc mà đặc biệt rất là đặc biệt bây giờ ra thì chúng ta biết được những cái gì nó đã xảy ra trong thời gian đó rất là nhiều chuyện xảy ra nhưng mà cô này đã cô đã đưa ra nhiều cái chứng cớ không cái được như cái vụ mà khi cô ta đi trong cái xe mà của The Beast nghĩa là xe của tổng thống đó là là cô ta là rất là thân cận thì thấy ông trump ăn à, nói sao cãi nhau sao muốn làm gì thì đây đó cô này là một cái người làm chứng rất là nguy hiểm đối với ông trump vâng à anh, hỏi anh, anh quân đó là ở trong nước đó thì gọi cô này giống như là bí thư cho ông mặt medal nhưng mà nếu ở Bạc. Mỹ thì gọi là tránh văn phòng hay là gọi là gì rồi chính xác thì là nó gọi là 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 uh, assistant nghĩa là phụ tá cho ông ông, ông Max đâu đó à, dạ, phụ dạ. tá uh, hành chính cho ông Max đâu cái điều mà cô này nêu lên đó thưa quý khán giả cô này là của là cộng hòa của xác nhận của là cộng hòa cho nên quý khán giả mà người Việt đó mà nghe đó thì cũng phải để ý đó chính những người Cộng hòa thùng túy mà họ còn chán ngán cho ông Donald Trump. Còn quý vị đó, tới ngày hôm nay mà qua bao nhiêu vụ án mà tiếp tục như vậy mà quý vị vẫn còn ủng hộ trên các cái làn sóng của radio. Ví dụ như bên nhà ở Houston đây chúng tôi có hai làn sóng, làn sóng của Sài Gòn Chiến của ông Dương Phục và Vũ Thanh Thủy thì anh biết là cũng do những cái người mà nói chuyện là ông Biden dân lặng tới giờ này mà vẫn đó theo cái kiểu đó là Oh, rất là khó. Mà những người mà tham dự đó là như ông Nguyễn Như Điện từ Cali của anh, như là ông Đỗ Như Điện, đồ Nguyễn Bá Tùng là những người mà đã sinh hoạt đấu tranh mà được gọi là ủy ban nhân quyền ở trong nước. Như là ông Trần Phong Vũ nó cũng là một người làm báo ở dưới thời Việt Nam Tân Cương xã. Nhưng mà không hiểu tại sao tới giờ này họ viết họ vẫn đưa những cái tin tức mà nó không đúng sự thật. thì đây là cái điều mình cũng rất là buồn. Mình nghĩ là hy vọng là những người này mà khi họ nói trên các cái đài phát thanh họ nói trên họ viết bài họ cần phải có cái lắng đạm để mà viết cho nó chính xác còn nếu không thì rất là nguy hiểm như là cô hết trên trên cũng lên tiếng bây giờ mình chúng tôi muốn đề cập tới một nhân vật mà chỉ còn bốn ngày nữa là ông rời cho cái chức vụ đó là ông Mark Milly ông là là chủ tịch hậu đồng liên quân của Hoa Kỳ ông này được ông Trump đề cử vào vào 2019 vậy mà tới chừng bây giờ ông Trump ông ông này đó là một người phản quốc đón phải sự tử rồi thêm một ông dân biểu nữa đó là ông dân biểu Gosa Bogasa ở Arizona thì nói ông này đón kêu cổ mình cái câu hỏi được đặt ra với anh Quân đó là những cái người mà lãnh đạo quân đội như vậy mà một người cựu à, tổng thống đã từng đề cử cái người này và khen người này là đàng hoàng là liêm chính thế này thế kia nhưng mà khi ông làm việc ông đạt cái quyền lợi của hiến pháp đạt cái quyền lợi của dân chủ lên trên đó thì bị những người mà đi gọi là đi uh, maga đó là mặc sát dùng những cái danh từ nếu mà chữ ông mặc meli là đón treo cổ đón tự tử là một người phản quốc vậy thì quân đội ở dưới hàng ngũ của mỹ đó họ nghĩ như thế nào và thế giới là độc tài như là tập Cận bình hay putin đó chà đã quá cái ông mà lãnh đạo quân đội cả qua mà chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân hoa kỳ mà ông này đón treo cổ vậy thì cả một cái quân đội như vậy là bị bôi nhọ anh quân nhận xét như thế nào một người mà dù là anh không đồng ý với người ta thì anh cũng có thể phê bình cách nói mà nó đón treo cổ hoặc là đón xử tử là người phản quốc những cái này có phải là sĩ nhật quân đội không thưa anh thì đó đó trước hết là tôi phải mở một cái dấu ngoặc để cho quý, vị có thể nói được là chúng ta ở trong một nước dân chủ mà khi ở trong một nước dân chủ ông cựu tổng thống 45 hay là mọi người khác có quyền nói tha hồ nói nói ông này là sát dân ông này gì nhưng mà khi mà ra tòa là hay một cái chuyện khác đó là cái đầu tiên cái thứ hai đó những người nào chỉ trích ông này đó tại sao ông này tự nhiên trước khi ông ta về hưu còn bị nghe là gọi là coi là phản quốc bị ông trung coi là phản quốc hay là ông gosa coi là phản quốc tại sao thì chúng ta phải phân tích rõ ràng quân đội Hoa Kỳ và bốn ngành tránh của nó là là không quân hải quân không quân hải quân thủy quân lực chiến bộ binh đều không có làm chính trị do đó nhiệm vụ khi mà họ đi vào quân đội đó ai cũng phải có một cái lời thề cái lời thề của, của những người tham gia quân đội đó là lời thề đối với phiến pháp Hoa Kỳ chứ không phải đối với lãnh đạo Hoa Kỳ ngược lại ví dụ quân đội Trung Quốc là phải thề nghĩa là trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc thành ra do đó cái sự khác biệt nó rõ rất là rõ ràng quân đội của Trung Quốc là dưới quyền điều khiển của một đảng chính trị trong khi quân đội Hoa Kỳ là dưới quyền nghĩa là gọi là phải trung thành với uh, hiến pháp Hoa Kỳ họ không có làm chính trị mà khi những cái người nào mà chỉ trích quân đội muốn quân đội làm chính trị như trường hợp của ông cựu tổng thống 45 là ông Donald Trump đã muốn kéo ông mạc Miller vào chính trị đó thì là bị ông này phản đối nghĩa là ông này không muốn làm sao mà ông Donald Trump sử dụng quân đội để nghĩa là đàn áp dân chúng hoa kỳ đó là những cái chuyện mà ông ta đã làm mà vì ông ta đã làm cái chuyện này do đó ông ta là bị gọi là phản quốc tôi lại mỏ nhớ một cái dấu ngoặc nữa quý vị thấy là khi mà đặng tiểu bình kéo quân đội vào đà nẵng, dân chúng tại tiên an môn đó thì có phải là sử dụng quân đội là một công cụ chính trị cho ông đặng tiểu bình không thì ngược lại tại hoa kỳ là một cái xứ dân chủ không có bao giờ mà quân đội dưới quyền kiểm soát của một đảng chính trị và như vậy vì ông ta giữ được cái chuyện này do đó do đó ông ta bị kết tội, bị Donald Trump thôi nhưng mà những người khác mà nói là ông này làm đúng tại vì cái lời thề của ông ta đâu có phải trung thành với ông Donald Trump đâu lời thề của quân đội lời thề của ông Mark Miller lời thề của nghĩa là những cái người mà ở võ bị ra hay là những cái người vào quân đội Hoa Kỳ là trung thành với tổ quốc và là trung thành với hiến pháp Hoa Kỳ chứ không phải là với một cái lãnh đạo hay là một cá nhân nào khác thì ông này là làm rất là đúng chuyện và tôi muốn thêm cái chỗ này đó khi ông Donald Trump nói là khi ông ta làm tổng thống ông ta sẽ dẹp bỏ chống lại cái đám mà gọi là deep state deep state là ai deep state là những người như ông Mark Miller tôi không biết ông ta đảng gì cái thứ hai là cô như là cô Cassidy uh, sông là đảng cộng hòa những cái người này bị gọi là deep state là tại vì người ta trung thành với quốc với với, với 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 hiến pháp hoa kỳ trung thành với những cái nghĩa là không những mà về luật lệ mà những cái truyền thống của nghĩa là cái xứ một cái xứ dân chủ nghĩa là không bao giờ để cho một người làm chính trị cầm đầu và sử dụng quân đội hay là sử dụng quyền hạn của họ để áp bức những người khác đó là những cái người này là cô cô Hutchinson, Cassidy cô Cassidy Hutchinson hay là ông Max Miller thì cũng thuộc vài loại đó mặc dù là đảng khác nhau mà tôi không biết ông, ông, ông tướng này là đảng gì nhưng mà dù muốn được không ông này là làm đúng cái lời thầy của ông ta ông này là làm đúng cái trách nhiệm của ông ta không bao giờ để cho quân đội dưới sự nghĩa là kiểm soát dưới sự nghĩa là lợi dụng của một chính trị gia đó là cái chuyện rất là quan trọng vâng à, cũng xin được nói thêm với anh Quân nói về ông mập Miu Ly đó thì quý vị biết đó, là trong cái thời gian trước cái ngày 6 tháng 11 người ta ở bên có tin đồn cho rằng là ông Trâm đó là muốn dơ nghiêm mà trước khi dơ nghiêm ông tạo ra một cái bạo động gì đó ví dụ như là đánh ở Trung Quốc chẳng hạn hay là một cái biến cố nào đó để từ đó ông dân nghiêm và ông dùng quân đội tới coi như là ngưng lại cái cuộc bầu cử hoặc là trì trệ là cái cuộc bầu cử đó là âm mưu của ông Trump nhưng mà ông Mạc không, không tuân lệnh bởi vì ông nói là trung thành với hiến pháp chứ không có trung thành với tổng thống cũng như mới đây ông Merrick Garland ông nói là tôi không phải là luật sư của tổng thống tôi cũng không phải là công tố viên của quốc hội tôi làm việc là bộ tư pháp cho người dân Chỗ này ông Mập Mili cũng vậy thôi Nhưng mà có điều đặc biệt là ông Mập Mili Anh biết sao không Ông gọi điện thoại cho người đồng cấp của Trung Quốc Ông nói là quý vị bình tĩnh và ổn định Chúng tôi không bao giờ tấn công quý vị đâu Bởi vì sợ đó là ông Trung có thể ra lệnh là tấn công Trung Quốc chẳng hạn Ở một vùng nào đó Cho nên căn cái tư thế đó Những người tướng lãnh đó, mà trung thành đó, Họ cũng thỉnh ý với nhiều trong ban tham mưu cho nên cái điều này nó đi ngược lại Và chính vì vậy mà ông Gosa Thì ông cho rằng là ông Mark Milley là phản quốc là đi Đi chen với ông tổng thống Đúng rồi nhưng mà ông không ông giữ an ninh Ông thông báo bởi vì có thể những là Vì có đường dây nắm nó cần thiết Để mà liên lạc với các quốc gia Các vị lãnh đạo tối cao Để cái trường hợp mà Nó bất ngờ xả ra cái chuyện đáng tiếc Thì nó đưa tới cái hậu quả Nguy hiểm không những chiến tranh của hai nước mà cả chiến tranh của thế giới đó là cái điều mà người ta muốn nói lên. Tôi, tôi tôi còn thêm xin thêm một cái chuyện nữa là ông ta chính quý vị biết đó, là khi tổng thống hoa kỳ đi đâu đó ba cũng có một ông sĩ quan vác cái vali rất là nặng đó là gì cái vali này là nó sử dụng những cái nghĩa là cái uh, máy để có thể gọi được và nhận cái nút bom nguyên tử lấy dĩ nhiên là ở bên Hoa Kỳ đó không phải là một người làm là được phải nhiều người làm mới được chứ không phải là họ có một cái kiểm soát về cái vấn đề sử dụng khí giới nguyên tử vì ông Mark Miller đã thấy là ông này đang làm thấy thua rồi đang làm những cái chuyện có thể như là anh anh, anh Hoàng Bách nói là là làm sao để đứng cái vấn đề kiểm soát cái lá phiếu vào 6 tháng 1 đó lá phiếu của đại kỳ chi đoàn đó ông ta đã gọi mấy ông tướng mà lo về cái là vấn đề nhận nút bom nguyên tử đó đánh nhau chiến tranh hạt nhân đó ông ta nói là quý vị biết là nếu mà có cái gì đụng đậy đó là tất cả quý vị phải báo hết để cho không có một cái chiến tranh mà gọi là gây sự có thể gây sự không phải chỉ có Trung Quốc mà thôi mà ông Trung là muốn đánh cả răng nữa chứ không phải sử dụng cái đó lấy cái cớ để đánh răng mà đánh răng thì quý vị biết là có chiến tranh nhá thì có giới nghiêm mà có giới nghiêm thì có thể là cuộc bầu cử nghĩa là cuộc kiểm soát đầu cử có thể bị dừng lại là tại vì có chiến tranh Có những cái là Tình trạng khẩn cấp Do đó Vì vậy đó Ông uh, Donald Trump không thể nào Mà nghĩa là chấp nhận Ông Mark Miller được Vì ông ta làm cái chuyện mà Tất cả làm những cái gì Tất cả để ngăn chặn Những cái gì có thể xảy ra thôi Có thể xảy ra và vì vậy là mình thấy là đây là gọi là deep là những cái người có trách nhiệm trong cái là là cơ cấu quân đội Hoa Kỳ lúc nào cũng lo về cái chuyện mà uh, có một cái chiến tranh nghĩa là xảy ra vì một người có hứng hay là một người nổi giận hay là một người điên khùng hay gì đó thì ở đây đó đó là một cái chuyện tôi muốn thêm để cho ngoài cái chuyện mà ông ta gọi nghĩa là là là, là các lãnh đạo quân đội nhà uh, Trung Quốc về vấn đề là đừng có lo không có chiến tranh đâu đừng có đừng có đừng, đừng, đừng có uh, hiểu lầm đó là, là 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 ông Mark Miller đó vâng à, thưa anh quân đó chúng ta thay dường với ông Trump đó sinh không đúng giờ dạ. cho nên chúng ta thấy sau khi bọn rời tòa bản áp rồi đó À, thì chúng ta thấy nó dồn dập tới luật pháp nó dồn dập tới với nếu mà chúng ta nói tính tới giờ là 46 vị tổng thống có vị uh, lãnh đạo giỏ có vị đoán kính mà cũng có vị không có giỏ lắm nhưng mà chưa có ai tồi tệ như là ông Donald Trump tại sao vậy ông tồi tệ bây giờ thưa quý vị có khi nào mà một người mà quý vị thấy không có bốn vụ án hình sự đang xảy ra với cái cáo trạng là 91 cái cáo trạng. Đó là chưa nói về dân sự. Thì ngày hôm qua đây, một cái vụ án về dân sự, chúng ta biết là cái vụ án mà ở New York, Manhattan, đó, là cũng là một cái vụ án uh, hình sự. Bây giờ cái vụ án dân sự, thì ngày hôm qua, tức là ngày 26 đó, ông thẩm phán Arthur Angoran, tức là thẩm phán của tòa án hình sự ở New York, à, thì ông lại cho biết là ông đưa ra cũng là cái cáo trạng ông nói rằng các đế chế của ông trump đó đã, đã liên tục trong nhiều năm chứ không có một năm liên tục trong nhiều năm đã khai giang và khai khấm cái tài sản của mình lên thứ nhất là họ khai khấm để họ vai tiền của ngân hàng ví dụ như một cái nhà trị giá 100 ngàn thì họ khai tới một triệu từ một triệu đó đánh giá như vậy thì họ có thể đi tới ra à, của ngân hàng năm 700 trăm ngàn chẳng hạn đó. rồi đánh giá thấp như vậy đánh giá cao á, thì cái tài sản họ cao để đi ra có lợi thì theo lời của vị thẩm phán này đó có lúc ông Trâm đã khai cái tài sản của ông lên tới hai tỷ hai tức là trên 2 tỷ quý vị tưởng tượng không 2, 2 tỷ cho đi những người Việt Nam nói trời ơi ông này ông giàu có lắm, ông là tiền tỷ mà ông không làm công việc không lãnh lương nhưng mà quý vị biết một mà không biết hai. Bởi vì ông không lãnh lương nhưng mà ông dùng những cái tiền mà lợi dụng cái tiền đó còn quá gấp mười 10, gấp trăm lần cái tiền lương của ông. Ông thả con nam tép mà câu con cá mà quý vị không biết. Thì đây à, cũng cần nhắc lại đó là tòa án hình sự à, dân sự ở New York của bà Letitia James đó. Bà đó là coi như là bộ trưởng nếu nói là, là tiểu bang là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang đó bà đơn kiện về dân sự ông Trump để ông này vì ông khơi gian thuế à, gian lặng trong suốt mấy chục năm cho nên bây giờ đòi ông bồi thường là 250 triệu để trả lại cái tiền thuế của cho người dân cái sự thiệt hại cho người dân và khi ông thẩm phán đó, anh, anh Goran này đó ông quyết định ngày hôm qua đó thì ông có thể thu hồi một số cơ sở thu hồi trên danh nghĩa tức là à, cơ quan thương mại của ông Trump đó và có thể không cho ông quản lý nữa mà cử một cái một cái ủy ban độc lập để họ quản lý những cái, trụ sở của ông Trump ở New York thì tất cả những cái sự kiện này sao nó tới dồn dập với số phận của ông Trump nhiều quá anh anh anh, anh cũng à, trước hết tôi muốn phải nhắc là thế này cái vụ kiện của New York đối với tài sản của nghĩa là công ty Trung đó đây là một vụ án dân sự đây là một dự án một một vụ án về vấn đề nghĩa là công ty Trung và gia đình Trung làm ăn bất chính bất chính ở chỗ nào bất chính là khai gian ví dụ tại nghĩa là tòa nhà Trung đó có 10.000 square feet mà ông ta khai là có 33.000 square feet thì do đang do đó đó khai là tài sản của ông ta cao lên rất là nhiều khi khai gian đó, thì nó là cái tài sản của ông ta nó lớn hơn là cái sự thực và do đó có thể đi vay được mà đi vay như vậy là ông ta được vay nghĩa là được các cái nghĩa ngân hàng cho vay và ông cái vụ kiện này cho thấy là gì là công ty trung công ty donald trump và các con trai của ông ta đã khai gian trong hơn cả chục năm về vấn đề mà tài sản của ông ta do đó, đó ông ta làm ăn bất chính mà có ông ta có thành công hay không đó thì là tuần tới Vụ án này sẽ ra tòa. Trước khi ra tòa đó chúng ta phải nói chúng ta ở trong một nước dân chủ thì không có người nào có tội trước khi tòa xử. Thì nghĩa là chúng ta phải cố gắng đợi thêm một tuần nữa thì sẽ biết ngay cái tình trạng của vụ án dân sự của tiểu bang New York đối với công ty Trump là ra sao, nó sẽ ra sao thì ở đây đó tôi muốn nhắc lại cho quý khán thính giả biết đó, tại bây giờ nghĩa là tuần tới thì mình mới biết được là, là là mặc dù là ông ông tòa ông nói là uh, công ty Trung này đã khai gian trong hơn chục năm rồi đó nhưng mà chưa có án thành ra chúng ta chưa có thể nói được nhiều nhưng mà chúng ta tôi muốn nhắc lại là ông Trung này đó dưới tư cách là một doanh nhân đã ăn gian nhiều lần và bị tòa sự phạt nhiều lần chứ không phải không phải một lần cái lần đầu tiên đó là bị phạt đó là công ty là Donald trump đã xây dựng đại học Trump và lừa đảo người ta do đó bị phạt mà phải trả lại hơn 25 triệu đô la cho những cái người uh, sinh viên của cái đại học này cái thứ hai nữa là công ty Donald trump có làm nhiều cái foundation, nhiều cái NGO và sử dụng cái NGO trung này nè để làm những chuyện cá nhân chứ không phải là làm như là bất vụ lợi. Quý vị biết là ở bên Hoa Kỳ có nhiều cái NGO tất cả các NGO là các cái cái là gọi là tổ chức bất vụ lợi thì họ làm những cái gì có lợi cho dân chúng nhưng mà không được có lợi cho cá nhân do đó cái nghĩa là gọi là NGO của ông Donald Trump bị đóng cửa vì là làm ăn một cách là bất chính sử dụng tiền của cái là gọi là của NGO này đi mua những cái tranh ảnh của ông Donald Trump và để treo lên thì do đó bị đóng cửa thì ở đây đó nhiều người cứ nói là ông Donald Trump là cái người làm ăn thành công có thành công gì đâu. Tôi chỉ thấy là ăn gian nói dối và nghĩa là là, là là lừa đảo người khác. Thì ở đây đó tuần tới chúng ta sẽ có một cái vụ án dân sự mà hôm qua ông tòa đã nói là ngày 2 tháng 10 phải ra phải phải ra tòa đó thì lúc đó có án rồi chúng tôi mới nói nhưng mà dù muốn chứ không đó người nào cũng nói ông này là giàu lắm ông này nhưng mà nó toàn là anh gian nói dối hết toàn là làm ăn bất chính hết nghĩa là khai gian để nghĩa là, là là bớt thuế hay là quý vị có tưởng tượng một ông tổng thống mà bao nhiêu năm không đóng thuế nào hết như nói là cứ tỷ phú mà chẳng có đóng thuế gì hết mình còn đóng thuế nhiều hơn là ông ta thì mình tôi thấy tôi tôi tôi, tôi buồn ở chỗ đó là những người mà ờ, tôi tôi dùng cái chữ nhẹ dạ mình phải dùng cái chữ nhẹ già mà tin là ông này là một cái ông tỷ phú thành công nhưng mà mình thấy là đây là toàn là ăn gian nói dối hết nhưng mà bây giờ thì bị tòa moi ra moi ra thì lúc đó là cả thế giới thấy là ông này có phải là cái người làm ăn đàng hoàng đâu toàn là bất chính gian đủ thứ nhưng mà bị người ta moi ra thì tôi bây giờ thì chịu thôi nhưng mà dù muốn dù không tôi đợi tới ngày 2 tháng 10 nghĩa là tuần tới thôi bây giờ chúng ta à, là ngày hai mươi bảy tháng đúng rồi tuần tới đó. dạ tuần tới thì ông gọi quyết thì do định do đó, đó thì nó đó có cái quyết định thì lúc đó thì không cái được nữa. Có hai vụ mà nghĩa là ai cũng biết rồi là về ông ông ta là về cá nhân là gọi là doanh nhân, Donald Trump làm ăn dân chính là cái đại học Donald Trump và cái thứ hai là cái gọi là là cái foundation mà NGO đó là các cái nghĩa là tổ chức tốt dầm lại. Là lập ra cơ quan thiện nguyện để mà Mỹ à, để mà kiếm tiền rồi kiếm tiền bỏ túi đi làm cái chuyện khác <laughs> vâng vâng thì đó thì đó nó là những cái chuyện mà tôi chỉ nhắc lại tôi cũng vì vậy tôi không hiểu là quý vị cứ nói là ông này thành công ở chỗ nào hay là doanh nhân là chỗ nào nhưng mà đây là toàn là đồ làm làm việc là bất chính hết dạ vâng, vâng. À, cảm ơn anh bây giờ thì một cái vấn đề mà nó gai gấp mà đang xả ra mà à, ở bên quốc hội à, hạ viện đó đang bàn cãi rất là nhiều đó là ông kevin mccarthy và chúng ta biết là hôm nay là ngày 27 thì chỉ còn 3 ngày nữa nếu mà chính phủ không có cái ngân sách thì bắt buộc phải đóng cửa mà khi đóng cửa nó xả ra có nhiều chuyện rất là trở ngại nó ít nhất là 4 triệu người có ảnh hưởng trong cái vấn đề này và những người mà ví dụ như là đi uh, mình mình biết là nó 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 trở ngại muôn gần cả trở ngại rồi có cái đi phi cơ mà những cái người làm việc cho chính phủ lãnh lương đó là họ không làm việc nữa mà họ không có lương hả đâu có làm việc vì không có ngân sách tất cả những cái điều này rất là trở ngại mà chính ông Kevin McCarthy ông cũng biết cái điều này nhưng mà một mình cá nhân của ông không làm được mà ông có dựa vào một số người trong khi đó ông dựa vào những người maga nó nặng nề quá những người maga này họ đi theo cái chủ uh, giáo chủ của họ tức là ông donald trump cách đây chừng 3 bốn ngày thì ông, ông uh, khuyến cáo là những đảng viên uh, những đảng viên cộng hòa mà ở hạ viện mà theo ông đó là nên cho cái chính phủ đóng cửa đóng cửa là bình thường bởi vì họ dùng cái số tiền này để cho bộ tư pháp để mà các công tố viên truy tố tôi nghĩa là dùng mà chính trị quá về cái vấn đề của tôi chứ tôi hoàn toàn đúng hết Trăm sạch thấy không có gì hết tại sao phải làm vậy cho nên ông khuyến cáo và chính vì vậy mà những người dân biểu mình thắt đạm cái đó một số người dân biểu đó, một nước Mỹ trên 333 triệu người có vào khoảng 435 vị dân biểu và 100 vị thượng nghị sĩ tức là tiếng nói của họ họ nếu mà nói bình thường đây đây là những thành phần tinh hoa của nước mỹ nhưng mà ngược lại mình thấy mình thắc rằng là họ không phải tinh hoa mà họ còn tệ hơn cái sự sự bình thường nữa chứ đừng nói tinh tinh hoa kể cả những ông tấu cao pháp viện mà hồi giờ quý vị thấy là cả nước mỹ có chín vị tố cao pháp viện mà có quyền hạn suốt đời mình tưởng là những ông này nói lời nói thì lời vàng thước ngạp mà họ sống một cách đạo đức đàng hoàng trong sạch để cho kính đạp nhưng mà không ngờ những cái ông này đó thì lại đi thăm dũng à, nó là thất vọng như vậy mà rồi những cái người mà vào văn biểu đó như là jory uh, taylor green hay là Gat là những cái người bê bối người ta cho rằng là uh, bà taylor green đó là nữ hoàng chợ, chợ cái mà Nên ăn nó rất là bừa bãi nó không có nghĩ gì hết rồi bà popper thì anh anh biết là cái tư cách của một người đến nỗi là bà uh, ly dị với chồng cũ rồi, Ở chuyện này là đời tư mình không nói ly dị với chồng cũ rồi bây giờ cặp một người mới cách đây chừng lối uh, uh, một tuần lễ vừa qua đi uh, vào rạp hát mà là hút uh, hút thuốc mà hút bằng cái uh, thuốc điện tử nó phà khó ra cho người những người xung quanh Họ cầm len rồi không ngờ ông bà này lại còn uh, uh, mò mò mẫm lẫn nhau nữa à cuối cùng là họ phải keo, họ mời, họ nói thông báo cho cái rạp si, uh, chiếu phim, manager phải mời hai người này ra. thì quý vị theo mình neo lên cái này để thấy sự, sự xấu hổ. ngày trước đó, cái việc đó mình có câu là dây rách phải giữ lấy lệ. làm gì làm phải giữ cái tôn trọng, cái cái cái, cái 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 tôn trọng cái nhân cách của mình. nhưng mà cái thời đại ngày hôm nay sao nó nó quan ố nó mất hết vậy. anh anh cung bây giờ anh phải đánh giá là không phải, phải chăng là nước Mỹ như vậy là một cường quốc của thế giới Mà sau so cái trình độ dân trí Chắc là dân trí họ khá chứ không có tệ Nhưng mà cái văn hóa chính trị họ tệ hay sao Mà họ cứ như vậy mà họ vẫn tin tưởng một cách rất mù quán Thưa anh Trước hết là tôi phải nói là Cái ông bồ của ông bà này đó là bỏ nhau rồi Không có bồ nữa Đó là một Cái thứ hai nữa là là bà tai này cũng xin lỗi Nói là dù sao tôi cũng là một Một con người mà thôi Thì cũng có nhiều cái yếu kéo yếu... <laughs> Nhưng mà Cái vấn đề đó là Thường thường đó Quý vị thấy là những cái chuyện mà Sờ mó hay là làm những cái chuyện mà Trước công chúng đó Là thường thường là dân trẻ thôi chứ mấy cái người mà lớn thì có thì có gì đâu về nhà thôi chứ đâu có cái gì nhưng mà nghĩa là không có vào cái vấn đề công cộng thì mình không cảm được đó là một cái thứ hai nữa tôi muốn nhắc lại đó bà này thắng cái ghế của có mấy trăm phiếu thôi chứ không phải là không thì kỳ này đó ra nữa đó thì chắc chỉ thắng nữa thì đó là một tôi tôi đánh giá rất là nhiều dân biểu của Hoa Kỳ đó về vấn đề chính trị không có gì cả. Tôi lấy những cái lý do như là ông thượng nghị viện mà trận cái vấn đề mà gọi là 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 là, người Ai Cập không cái đó là ông Menendez chưa nói là về cái về vấn đề mà quân đội đó quân đội là họ các tướng là đều do thượng viện mà nghĩa là, 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 chuẩn nghĩa là chuẩn thì ông này chặn nhưng mà gốc ông này là gì coach football hồi đó bây giờ có làm chính trị đâu chỉ có đi chơi football thôi thì được dân chúng màu ra và ông ta một mình ông ta chặn hơn 300 ông tướng hay là 300 năm 300 nghĩa là là sĩ quan cao cấp của quân đội Hoa Kỳ trong nhiều năm à, trong nhiều tháng và quý vị biết đó khi mà trận như vậy đó đáng lẽ là họ được lương tướng thì họ vẫn là ở lương ở được lương nghe là đại tá thì nó cũng có khác biệt thì bao nhiêu người bị ảnh hưởng nhưng mà mình coi lại gốc gác của ông này ông đang chỉ biết đi chơi football nên chẳng có biết gì khác hết thì cái vấn đề này nó cũng dễ thôi vì vậy có làm việc ví dụ như là vấn đề ngân cản không thông qua ngân sách cho chính phủ trung ương thì cái hậu quả là cái gì lịch sử đó cho thấy những cái những cái đảng mà làm chuyện đó là sau khi bầu cử là thua xiềng lẹng tôi nói trước đó, là thua xiềng lẹng đó là một cái thứ hai nữa là hiện giờ tại quốc hội hai đảng cùng ngồi với nhau để tìm một cái giải pháp không có bị 15 người, 16 người ma Tại vì thật ra đó, trên nhau có 6 phiếu à. Tại Hạ viện trên nhau lúc ra bầu về vấn đề mà gọi là là, là, là ngân sách đấy. Trên nhau có 6 phiếu thôi. Vì vậy, hiện giờ nhiều người của Đảng Cộng Hòa ngồi với Đảng Dân Chủ để làm sao cố gắng thông qua vấn đề phiếu, vấn đề nghĩa là ngân sách cho hai, 2024, 2025, à, 2025 đúng để cho năm tới đó. Tại vì quý vị cứ nhớ đó là sau ngày 1 tháng 10 đó là ngân sách của năm trước đó là hết, chấm dứt. Mà chấm dứt mà không có ngân sách đó thì các nhân viên của à của liên bang đó sẽ không có lương xong có lương thì phải nghỉ việc thôi đó là vấn đề nó là... vì vậy đó quý vị biết là sẽ gặp rất là nhiều trở ngại ví dụ những cái người mà lớn tuổi mà bây giờ làm sao lấy lương tại vì cái đó là 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 của liên bang mà thì vì vậy đó có nhiều cái giải pháp có thể bị chặn đứng mà đây đó là mình thấy rõ ràng là chính là ông Trump ra lệnh nói là có gì cứ đóng cửa đi đóng cửa chính phủ đi ông ta không cần vì đây tất cả vì vậy đó tôi nhắc lại cái lời của cô Cassidy Hutchinson đó trong cuốn sách cô ta nói là ông ta không có lo gì cho đất nước hết ông ta chỉ lo cho Donald Trump mà thôi những cái gì mà được thì nghĩa là bơm tiếng của ông lên mà không được thì phá thì đó là những cái chuyện mà ông Donald Trump làm và ra lệnh cho những cái thành phần MAGA tại nghĩa là quốc hội làm việc là làm sao đóng cửa chính phủ không có thì cứ đóng cửa chính phủ mà quý vị biết đóng cửa chính phủ là bao nhiêu người bị ảnh hưởng bao nhiêu người đi lại bao nhiêu người xin passport bao nhiêu người ra phi trường bị khám hay là TSA đó là là vấn đề mà an ninh cho nghĩa là phi trường đó tất cả cái đó là bị kẹt hết do đó hiện giờ đó là hai đảng đang cố gắng ngồi với nhau để qua mặt giống hệt nó giống hệt cái vấn đề ông tâm Ân, ông ông thượng nghị sĩ mà 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 ngăn cách cái vấn đề mà uh, ông đó là ông ông, ấy, ông, ấy, ông, ông tướng đó ông đó là vâng thu view đó yeah. thì đó thì họ đã tìm một cái giải pháp là qua mặt qua mặt ông ta ông ta không cản được nữa thế là hết mà ông ta cản là gì là vì một cái vấn đề mà trong quân đội đó cho những người nữ phu nhân nếu mà cần uh, có thể trả tiền cho người ta đi qua một cái tiểu bang có thể tự do hơn về cái vấn đề mà gọi là là, 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 là quyết định về vấn đề mà sinh hội này nở của người ta. Thì ở đây đó, cũng vậy. Tại Hạ Viện, họ đang tìm một cái giải pháp để lách qua 15, 16 cái ông Maga này để làm sao mà cả một cái đất nước 330 triệu, 340 triệu người có ngân sách cho năm tới thì đó nhưng mà cái hậu quả có thể biết trước được là nếu mà cứ phá phách như vậy đó thì năm tới sẽ thua mà thua nặng nghĩa là sẽ mất luôn hạ viện thượng viện đã mất rồi thì bây giờ hạ viện mất nữa và mất luôn cả tổng thống nữa thế là hết thì đó đó là cái trường hợp trong lịch sử hoa kỳ đã thấy nhiều lần Tại sao? Là tại vì ông chính ông này đó là phải 15 muốn được bầu làm chủ tịch hạ viện thì phải đi qua 15 lần bầu cử. Tại sao? Vì 15 16 người nghĩa là thành phần MAGA họ phá thì rõ ràng đảng nghĩa là mình phải nói là ở đây đảng cộng hòa rất là yếu không có trật tự trong đảng của họ thì quý vị thấy vừa qua những cái bầu cử về 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 ngân sách đó. một bên là 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 hai trăm hai phiếu của nghĩa là 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 dân chủ họ bầu nên là không có ấy gì hết, nhưng mà bên đảng cộng hòa đó là có nhiều cái khác biệt ở chỗ đó thiếu trật tự trong đó thành do đó không có thông qua được những cái luật lệ quan trọng nhất của Hoa Kỳ là mỗi năm phải thông qua vấn đề ngân sách không có ngân sách thì không làm gì được hết và do đó do đó nếu mà vào tháng nghĩa là mấy ngày nữa thôi chủ nhật này đó mà không có không có ngân sách đó thì tôi chắc chắn tôi cam đoan với quý vị vào là 2024 năm tới đó thì đảng cộng hòa sẽ thua muốn nói gì thì nói nhưng mà không có thể dẫn được với vấn đề ngân sách rồi. Vâng. Bây giờ thì thưa anh chúng ta biết là bây giờ ở Hạ viện đó thì đang có cái sự gọi là thảo luận với hai đảng dân chủ cả cộng hòa. Họ không qua mặt luôn cái đám Maga, đám Maga đó thì khoảng mười mấy người thôi mà thật sự đó năm người là gọi là miệng là lớn nhất à, la lối rồi cái này cái kia như hàng tôm hàng cá không còn là một chính trị gia nữa nhưng mà thưa anh thượng viện đó, thì ông summer với ông Mick McConnell đã có thảo luận với nhau vì ông Mick McConnell là quý vị nhớ là đảng cộng hòa chủ tịch của đảng cộng hòa phe thiểu số đó họ thảo luận với nhau bởi vì ông Mick McConnell là một người cáo già trong cái lần chính trị cho nên ông biết rất rõ nếu mà để đám ngửa đó cái hậu quả đó ông nhắc nhở rồi cái hậu quả các vị sẽ ở địa phương họ sẽ trần trị là sẽ không bỏ phiếu nữa bắt chức và đảng cộng hòa bị thua luôn nữa là khác cho nên cái điều này họ đang làm một cái nghị quyết mà ngắn hạn để có thể tạm thời không đóng nữa trong vòng một hoặc là hai tháng. Thì dưới cái nhìn của anh là cái người kinh nghiệm như vậy đó thì anh thấy là cái nghị quyết để đưa ra mục đích họ chưa xong nhưng mà đưa ra để họ gỡ xuống quốc hội để áp lực ở phía dưới hạ viện phải có cái biện pháp vì thượng viện đưa xuống thì ở dưới họ cũng phải làm những cái điều này thì anh nghĩ là với cái nhìn của anh cái, có có tình trường là mùng mà đầu tháng đó, có bị đóng cửa không chính phủ không tôi nghĩ này là cái 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 cái, cái, cái... suất tôi dùng cái chữ đó, nó phải khác một tí cái xác suất mà đóng cửa nó đó là 50 50 à. 50 50 nhưng mà không đóng lâu được tại vì sẽ có những cái biện pháp ngắn hạn để cho thông qua cái ngân sách vì là ai cũng biết hết nếu mà nếu mà hạ viện mà đóng cửa là 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 ngân đánh đóng ngân sách đó không ngân sách không thông qua được đó thì một trăm đó thể nào 2024 đảng cộng hòa sẽ phải trả một cái giá rất là lớn Rằng cái, cái, giá, câu, đó, đó là gì câu hỏi bên quân đó là Uh, tổng thống joe biden yêu cầu là phải thông qua cái ngân sách 24 tỷ đô la cho uh, ukraine thì vâng. gần như là hầu hết những người cộng hòa maga đó họ không muốn cái điều này khi nếu vâng. ngân sách mà không 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 thông qua cái 24 tỷ đó thì không biết là tổng thống joe biden có đồng ý hay không nhưng mà nhân cái cơ hội này cũng nói với quý khán giả đó quý vị nói là miền nam việt nam mất đó là do đảng dân chủ hay là do ai đó mà quý vị biết mắc là do ông Nixon và ông Kissinger lúc đó là đảng cộng hòa chủ trương bởi vì cái chính sách đó, họ bỏ mày rồi họ bỏ Việt Nam thì bây giờ đó Ukraine mới xả ra cái chiến tranh 19 tháng thôi mà bây giờ quý những người cộng hòa là chủ trương các cái ngân sách thì nếu mà những ai mà người Việt Nam cũ đó còn nhớ đó mình trách là Mỹ bỏ mình là do lắm cộng hòa hay do lắm dân chủ thì bây giờ đó, quý vị thấy là Ukraine nếu bỏ Ukraine không viện trợ thì Ukraine cũng thua cũng giống như mình trong cách đây gần nửa thế kỷ mà vẫn còn ủng hộ vẫn cầm cộng cộng hòa thì đây là cái điều mà quý vị cần phải quyết xin phải đặt lại và quý vị nhân danh là nói tôi là cái người mà muốn thay đổi chế độ đó rồi dữ dội lắm nhưng mà chính quý vị là người đã tiếp tay vì quý vị ủng hộ cái người mà họ muốn cắt cái ngân sách của Ukraine anh quân nghĩ sao còn thì tôi thì tôi tôi xin nói sâu thêm một chút nữa. Trong vấn đề ủng hộ Ukraine thì thượng viện còn ủng hộ rất là mạnh đối với Ukraine. Do đó có cắt ngân sách về Ukraine sẽ không cái chuyện này, không có cách năm này đâu. Đó là một. Tôi là cái người mà tương đối đã đi Ukraine rồi mà đã phân tích nhiều về Ukraine thì tôi nói là thế vậy. Ukraine nó có khác Việt Nam một tí là cái số viện trợ cho Ukraine đó. Âu châu viện trợ cho Ukraine nhiều hơn Hoa Kỳ một tí tí chứ không phải là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể nói là viện trợ cho Ukraine 48% trong khi Âu châu viện trợ cho Ukraine là 52%. Âu châu vẫn viện trợ nhiều hơn cho Ukraine, đó là một cái thứ hai nữa là ai cũng biết là ukraine là rất là uh, gọi là gì uh, nhanh nhẹn thay đổi rất là mau họ rất là khôn khéo trong cái vấn đề xử sự, sự về chính trị trên uh, phương diện quốc tế do đó họ dù muốn dù không cái vấn đề mà gọi là ngoại giao của họ hơn Việt Nam Cộng hòa rất là nhiều. Chúng ta phải nhớ là hồi xưa chúng ta có cả một cái khối cộng sản chống Việt Nam, trong khi bây giờ ở Ukraine đó, thì bây giờ ai cũng thấy là Nga và Trung Quốc đang bị đang bị cô lập chứ chưa có cô lập 100% nhưng mà đang bị cô lập rất là nhiều. Do đó hai cái tình trạng nó có khác một tí nhưng mà dù sao cái cái việc mà anh anh Hoàng Bách đánh giá nó là đúng khi mà mất Việt Nam đó là do Đảng Cộng Hòa do ông Nixon và ông Kissinger nói vậy thì nói nhưng mà mình cũng phải nhận cái trách nhiệm của mình một phần rồi cái phần của 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 bên ông Nixon những cái người quyết định đã bỏ Việt Nam và do đó chúng ta lúc đó Xin tôi muốn nhắc lại cái viện trợ của Việt Nam lúc đó có 450 triệu mà thôi. Bây giờ nó ra 24 tỷ. hai à. cái chuyện đó rất là nhiều. Đó. Và nhưng mà tôi nghĩ là Ukraine được Thượng viện ủng hộ và Hạ viện thì cái dân mà gọi là 15 cái người mà MAGA đó cũng không đi tới đâu đâu. Tại vì cái số mà Uh, dân cộng hòa mà ủng hộ cho ukraine nó cũng còn nhiều lắm chứ không phải là 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 mà tôi tôi muốn nhắc một cái để cho quý vị biết đó hiện giờ đó cái người ukraine ở ngoại quốc nhiều nhất là ở đâu nhiều nhất là ở hoa kỳ và nhiều thứ hai là ở canada rồi <laughs> thì mình thấy là cái dân mà bầu cử dân dân mỹ gốc ukraine mà bầu quốc hội bầu hạ à, viện nó họ sẽ nhớ họ sẽ nhớ nếu mà nghĩa là gọi là mấy cái dân mà gọi maga mà chống lại chống lại ukraine trong cái vấn đề mà mà, mà viện trợ đó thì vì vậy nó là nhiều nhiều khu vực ở miền nghĩa là ở miền giữa nước mỹ đó ở giữa nước mỹ đó thì cái vùng đó sẽ cộng hòa sẽ thua vì vì vấn đề mà và vấn đề Ukraine mà thôi nhưng mà dù muốn cho không tôi nói là cái xuất sắc mà uh, mất cái, cái 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 ngân sách uh, viện trợ Ukraine năm nay chưa sao đâu Đạ. tôi nghĩ là năm nay chưa sao đâu nhưng mà nếu mà những cái người mà Maga mà chống Ukraine chống uh, uh, đóng cửa chính phủ đóng cửa nghĩa là chính phủ lên bang đó thì 2024 sẽ đánh một cái bố tạ sẽ... bây giờ thì <laughs> vấn đề mà dân chúng họ không bầu thế thôi chứ không có gì Đã, bây giờ thì còn ít phút còn lại thì nhờ anh Quân có thể giải thích và chúng ta sẽ khép lại chương trình chúng ta biết là vào ngày 17 tháng 11 này thì cái hội nghị EPEC sẽ xảy ra ở San Francisco mà năm nay đó là Mỹ là chủ tịch luân phiên của cái hội nghị EPEC này OPEC này cứ được định nghĩa là à, chương trình kinh tế Thái Bình Dương hợp tác kinh tế Thái Bình Dương gồm có 21 quốc gia trong đó có Trung cảm và Nga nữa thì ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy là Trung cảm một phát ngôn viên của Nga đó họ phiền hà là tới bữa nay mà họ chưa có cái thư mời của Mỹ là mời ông Putin tới tham dự hội nghị EPEC đó là cái điều thứ nhất điều thứ hai là ông Vương Nghị cũng nêu lên cái điểm này hội nghị EPEC là cần phải thảo luận những cái vấn đề gì dung hoài đừng có nghĩa là dùng cái diễn đàn này mà để áp đặt hay là để mà xuyên tạc trung cảm à, anh trung cảm anh sợ trước bởi vì chúng ta biết là ông Sullivan tức là cố vấn an ninh quốc gia đã gặp ông Vương Nghị ở bên Manta Manta, manta. manta hả? Dạ. Ờ, manta. Hai, hai ngày gồm có 12 tiếng đồng hồ À, cho nên họ cũng dàn xếp để có thể có hy vọng là ông tập cận bình sẽ có chuyến thăm mỹ ở tham dự hội nghị apec và có thể gặp tổng thống uh, uh, joe biden chúng ta chưa biết nhưng mà có phần phần cao đó là khoảng bảy 80 phần trăm là ông tập cận bình sẽ tham dự nhưng mà mỹ trả lời với nga đó là chúng tôi không mời ông putin không mời và cái người mà, người mà khiếu lại nữa đó là ông Antonov, ông Antonov này là đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ thì ông, ông nói là ông sẽ đi tham dự mà tại sao chưa có giấy mời văng và văng, văng văng thì cái điều này cho thấy là gì mỹ đó một người gọi là tụ phẩm chiến tranh như là putin làm sao mời được một người đi xâm lăng nước khác đó, là chính ông zelensky ông cũng đề nghị là tấm xuất nga ra khỏi hội uh, đồng thường trực của hội đồng bảo an liên hiệp quốc ông lý luận như thế này Liên bang Xô Viết hầu đó là một trong những cái thành viên, nam thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mà Liên bang Xô Viết sập đổ rồi, Nga là kế thừa nhưng mà không có tư cách pháp nhân. Ông cho rằng ông dựa vào yếu tố này mà Nga đi xâm lan tức là không tôn trọng cái hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Cho nên cần phải loại Nga ra và Nga còn để Nga thì cần đưa tới cái sự bế tắc và gây ra cái sự trở ngại của thế giới. Bây giờ xin anh có thể cho cái nhận định và chúng ta kết thúc chương trình. Tôi 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 nghĩ là tôi đánh giá là coi như là Hoa Kỳ sẽ không mời Nga tham dự vấn đề mà gọi là hội nghị APEC. Quý vị nhớ là tại sao hồi xưa là không phải là G7 mà G8. G8 là có Nga nữa. Nhưng mà sau 2014 sau khi Nga chiếm Crimea nghĩa là đọc theo theo tiếng Anh là Crimea nhưng mà đọc theo tiếng, tiếng 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 Ukraine là Crimea đó thì Nga đã bị trục xuất khỏi nghĩa là nghĩa là là G8 bây giờ còn có G7 thôi đó là một cái thứ hai tổng thống Putin bị coi là cái người phạm tội chiến tranh và nếu mà tới Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ sẽ phải bắt thì sẽ không bao giờ họ đã trục xuất Nga khỏi G, G 8 rồi thì họ không có sợ để trục xuất Nga khỏi cái vấn đề APEC. Chưa chắc, tôi còn chưa chắc là ông đại sứ Nga được mời nữa. Chứ đừng có nói được đại sứ Nga hay là ngoại trưởng sẽ được mời vào APEC. Tại vì Hoa Kỳ họ đâu có sợ. Đó là một. Cái thứ hai nữa, là cái xác suất mà 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 gặp ông Tập Cận Bình đó thì là tôi nghĩ là 80% là ông ta và ông ta sẽ cố gắng tới tại vì hiện giờ thật ra đó Trung Quốc là cái nước đang gặp rất là nhiều khó khăn và cũng đúng lúc mình phải nói mình phải nói là cái ngoại giao của Việt Nam đó cộng sản đó họ cũng là chọn đúng lúc cái lúc này đó là đi chơi với Hoa Kỳ thì nghĩa là cũng là một cái tốt cho xứ Việt Nam thôi đấy là một cái tốt mà một cái tin mừng tôi cũng mừng cho Việt Nam là tại vì mình thấy như vậy thì họ có thể có được gọi là phát triển Nam Hàn đó, mà tới ngày hôm nay ngồi với lại Trung Quốc được ngồi ngang với Trung Quốc được là vì có viện trợ Hoa Kỳ trong rất là nhiều năm vì có viện trợ của Hoa Kỳ trong rất là nhiều năm mà hiện giờ Nam Hàn, Đài Loan và nói nói thật cho tất cả các nước uh, Âu Châu thành công là nhờ viện trợ Hoa Kỳ là Hoa Kỳ có viện trợ và có đầu tư thì hiện giờ đó tôi nghĩ là Việt Nam đi chơi nghĩa là, là xa cách Trung Quốc một tí cũng cũng có bị ảnh hưởng chứ không phải không nhưng mà mình dù muốn dù không đó, Việt Nam chọn nghĩa là đi theo Hoa Kỳ đó thì tôi thấy cũng là tốt thôi, mà đây là cũng là một cái tin mừng cho Việt Nam thôi. Nhưng mà dù muốn dù không đó, tôi nghĩ là Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn và họ muốn Trung Quốc bao giờ cũng có một cái gọi là cái cử chỉ tôi nói là nhỏ mọn rất là nhỏ mọn lúc nào cũng muốn người ta tới thăm mình hết Trung Quốc mà cái nước ở chung mà người khác là phải tới thăm hết chứ không phải là người ta phải tới thăm thì bây giờ đó tôi nghĩ là Trung Quốc đã thấy kinh nghiệm của Ukraine là tôi dám cam đoan với anh, anh 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 Hoàng Bách đó là đây tới 2027 đó như mà họ nói đó Trung Quốc không dám đánh Đài Loan đâu đó là một vì chưa đủ sức chứ không phải là không muốn muốn thì muốn lắm nhưng mà đủ sức thì chưa đủ sức đó là một cái thứ hai nữa thì vì vậy Trung Quốc đang gặp rất là nhiều khó khăn về kinh tế Chứ họ chưa sụp đổ đâu nhưng mà dù muốn dù không không làm hòa với Ho Hoa Kỳ đó thì là cái nội bộ Trung Quốc vì vấn đề kinh tế còn gặp rất là nhiều khó khăn. Trung Quốc muốn lấy cái chỗ của Hoa Kỳ nhưng mà chưa đủ sức. Tại vì quá sớm nếu mà tiền nghe lời Đặng Tiểu Bình đó giấu mình thì tốt hơn nhưng mà Trung Quốc của Tập Cận Bình đó là không muốn giấu mình, muốn là nghĩa là vũ trụ của thế giới đó thì hơi quá sớm, do đó gặp những cái gọi là, là 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 nguồn gió cản trở từ Âu Châu tới Mỹ Châu và tới Á Châu thì quý vị thấy là hiện giờ đây quý vị thấy một nước mà nhỏ như là Philippines họ còn dám cầm đầu cầm cự với với Trung Quốc á thả các cái 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 cái, cái 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 dàn mà cấm người ta vào đó tới nó, nó cắt luôn, thế là hết. Bây giờ làm gì? Đánh à? Không dám đánh đâu. Không dám đánh đâu. Tại vì Philippines có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Không dám đánh đâu, chưa dám đánh đâu. Đánh thì là 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 là, là, là ăn cái búa. Vì vậy đó, tôi nghĩ là tới bây giờ đó cái sự mà ông Tập Cận Bình đi gặp làm hòa với Hoa Kỳ đó là rất là đúng mà Hoa Kỳ đó là một nước mà gặp ông Biden thì ông này đấy anh nói là không có hùng hầu đâu không có hùng hậu đâu nhưng mà kinh nghiệm là dày đặc do đó thì cái cử chỉ của Joe Biden lúc nào cũng khuyến khích gặp nhau với lại Trung Quốc họ mạnh hơn Trung Quốc nhiều họ đâu có cần họ đâu có sợ nhưng mà vẫn nhún nhận như thường thì đúng là một người Á Châu Á Châu đó người ta giàu chừng nào đó thì người ta nhún nhặt và người ta khiêm nhượng chừng đó ngược lại ông Donald Trump đó giàu chừng nào mất chính chừng nào thì nói nhiều chừng đó còn còn nói thật ra thế. thì vào cái này đấy tôi nghĩ là vào cái lúc mà thế giới thay đổi rất là nhiều có được một chúng ta sống ở Hoa Kỳ chúng ta thấy là chúng ta cũng hên là chúng ta ở một cái nước và chúng ta chắc chắn là lúc nào an ninh chúng ta cũng được bảo vệ an dạ. ninh của xứ sở an ninh của hoa kỳ cũng được bảo vệ không người nào dám ăn hiếp đâu đừng có nói có nói gì thì nói không dám ăn hiếp hoa kỳ đâu dạ do đó đó thì là có hung ăn tới đâu thì hung ăn nhưng mà cũng cũng phải làm hòa với hoa kỳ thôi thì ở đây đó tôi nghĩ là cái xác suất mà ông tập cận bình gặp đó thì là cũng nhiều lắm dạ cao đúng rồi hoa kỳ cũng nhiều lắm vâng đến đây thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây à, chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày bình an và cảm ơn anh quân đã đóng góp trong chương trình này và chúng tôi xin mời quý vị ủng hộ à, bằng cách subscribe like và share chương trình xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới